Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ân Hoàng Phúc lên chức ông chủ sau tin đồn gây tai nạn. Vừa qua, Ân Hoàng Phúc và Kim Cương đã tổ chức buổi khai trương quán cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tiệc có sự góp mặt chung vui của nhiều sao Việt như Phạm Quỳnh Anh, vợ chồng Thu Thủy, Kinh Nguyễn, Ali Hoàng Dương, vợ chồng Dương Khắc Linh, Sarah Lu. Vợ chồng Ân Hoàng Phúc và Kim Cương trong buổi tiệc khai trương quán. Chia sẻ về sự án kinh doanh này, Ân Hoàng Phúc cho biết anh đã ấp ủ kế hoạch này từ rất lâu trước khi dịch bùng phát. Tôi đã xong bản kế hoạch và đưa vào chuẩn bị, nhưng vì tình hình dịch nên mọi thứ phải tạm hoãn. Bây giờ tôi khai trương quán cà phê này như một địa điểm để tôi gặp gỡ các fan yêu âm nhạc của mình. Tôi muốn một địa điểm để tạo sự kết nối với các fan nhiều hơn ngoài sân khấu. Đầu tư cho quán cà phê, đôi vợ chồng ưu tiên chất lượng. Vốn là người sành cà phê, Ân Hoàng Phúc chọn lựa từng loại cà phê để lên menu cho quán. Kim Cương là người bên cạnh hỗ trợ chồng trong những dự án kinh doanh này. Dàn sao Việt đến dự sự kiện khai trương quán cà phê của Ân Hoàng Phúc. Sự xuất hiện của những đồng nghiệp thân thiết của Ân Hoàng Phúc như Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy khiến nhiều người chờ đợi về việc hợp tác sản phẩm nghệ thuật của từng nghệ sĩ trong từng hoạt động. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, tạm thời các nghệ sĩ vẫn chưa lên một kế hoạch cụ thể. Nếu có, thông tin này sẽ được lập tức thông báo đến người hâm mộ. Sắp tới, Ân Hoàng Phúc cũng sẽ trở lại với công việc sau thời gian trì hoãn vì dịch bệnh. Lịch trình sắp tới của nam ca sĩ rất dày đặc. Anh bắt đầu trở lại phòng tập để chuẩn bị cho dự án có liên quan. Thế nhưng, thông tin cụ thể về dự án này vẫn chưa được công bố chi tiết. Ngoài ra, một số ca khúc mới, Ân Hoàng Phúc cũng đã chuẩn bị, sẽ chờ dịp phù hợp để gửi đến khán giả. Ân Hoàng Phúc hát trong sự kiện khai trương quán cà phê. Dù hoạt động kinh doanh bận rộn nhưng âm nhạc vẫn sẽ là ưu tiên của tôi. Hiện tại, lịch làm việc của tôi rất dày đặc đến tận Tết 2022. Tôi rất hào hứng với các sản phẩm sắp gửi đến mọi người, Ân Hoàng Phúc chia sẻ. Trước đó, Ân Hoàng Phúc cũng từng rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh khi mở công ty kinh doanh sản phẩm liên quan đến sức khỏe, công ty sản xuất phim ảnh. Trong bối cảnh dịch bệnh, đôi vợ chồng vẫn phát triển công việc thuận lợi. Vợ chồng Ân Hoàng Phúc rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Gần đây, Ân Hoàng Phúc không may vướng vào lùm xùm gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Vốn là nghệ sĩ đời tư sạch từ xưa đến nay, ồn ào ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của giọng ca, thà rằng như thế. Để bảo vệ hình ảnh cũng như muốn khán giả nhìn nhận việc khách quan, từ nhiều phía, Ân Hoàng Phúc đã lên tiếng phủ nhận thông tin vô trách nhiệm gây tai nạn bỏ trốn. Anh cho biết có những điều hiểu lầm giữa hai bên trong quá trình làm việc và cũng thương lượng xử lý cùng đối phương. Ân Hoàng Phúc gặp ồn ào gây tai nạn cách đây không lâu. Hiện tại, những hình ảnh trong buổi tiệc khai trương quán cà phê của Ân Hoàng Phúc và Kim Cương đang nhận được sự quan tâm. Sau sự cố, cả hai nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ đón tiếp mọi người và không nhắc gì đến ồn ào cũ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.